Mọi người ha, tối hôm nay là chủ nhật, mình lên cho mọi người cái con laptop Lenovo ThinkPad X1 Yoga, kèm bút như thế này. Đó, bút có thể nhét vào đây mọi người. Cái Yoga này mình cũng lên nhiều video, đa số là máy nào lên mà cũng đều bán hết. Và đây là một cái mã mới nha, A714. Hôm nay thì có hẹn với nhiều khách đó là view lên, nhưng mà do chiều giờ lu bu thì giờ mình mới lên video được. Rồi khách còn hiểu lầm mình tưởng mình không có máy nữa. Đây ha, chữ X1 màu đỏ nha mọi người. Cái vỏ là tương đối sạch sẽ, không có bị trầy xước hay là cấn móp gì hết. Nói chung là cái vỏ này là mình thấy là nó sạch và có thể gọi là tương đối đẹp. Có hơi mòn tí thì tí chỗ này mình cũng thấy cũng không có ảnh hưởng gì nhiều. Còn vậy là mình thấy là tương đối sạch sẽ rồi. Trên X1 Yoga thì như thế này là đẹp rồi. Cái chỗ này mọi người thấy lòi lòi ra không? Hay cái chỗ này nè. Đây là cái cây bút nha mọi người, nhét cây bút vô. Đây nè, bút của ThinkPad nè. Đó, đây mọi người. Và nút nguồn. Bình thường mình nói là cái ngõ này mình không biết thì đây là chính là nó đây mọi người. Cái này là Nhật nó về nó tặng cho mình á. Chỉ riêng cái mã 714 này thôi nha mọi người, tại vì nó cũng không có được nhiều cái này đâu. Cho nên là 714 này thôi. Đây mọi người, mình sẽ tặng cho mọi người cái này. Tại vì gặp tới đâu thì sẽ là tới đó. Đây là cái ngõ mạng LAN đó mọi người, mạng LAN mà của ThinkPad luôn nè. Đây có chữ zin của ThinkPad luôn. Thì ví dụ như mà muốn làm để một chỗ kết nối mạng LAN, đương nhiên thì sử dụng wifi rồi, nhưng mà những cái dòng mà gặp cảm ứng như máy tính bảng này, nếu mà ai mà cần ngõ mạng LAN để làm cái công việc gì đó thì là có cái này cũng rất là tiện luôn. Có cái hút để chia mạng LAN ha, chính là nó đó. USB này, HDMI. Rồi bên này là hai cái tai si sấm sét, ngõ sạc, rồi tai si sấm sét nè mọi người nè. Hai cái toolbox rất là chất lượng luôn. USB ha, bây giờ vô bên trong nó gặp cảm ứng như thế này đây, để gặp luôn. Đây nha, đây mọi người, gặp cảm ứng đây ha. Ở trong này thì cũng nhìn cũng tương đối sạch sẽ. Đây cái dòng Yoga là khi mà mọi người gặp á, là đây là gọi là cái thiết kế mà độc, mình không biết có độc quyền hay không nữa, nhưng mình không thấy trên dòng khác có. Đây mọi người, khi mà kéo xuống á, thì là phím nó sẽ tự động, và khi mà mình cầm lên như mấy cái máy tính bảng thì nó không có bị cộm tay của mình nữa nha. Và mình giới thiệu đến cái cấu hình luôn, i7 8650, RAM 16 nha mọi người, và SSD là 1T. Cái lô này về là trước giờ là Yoga, mà cái dòng mà thế hệ 8 là lúc nào cũng SSD 1T mọi người, cho nên tha hồ sử dụng ha. Đợt mình mua mình nhập cũng dễ, cái lô này là toàn SSD 1T thôi nên rất là sướng luôn. Độ phân giải màn hình là 2K nè. Đó, máy thì là hoạt động hoàn hảo, chỉ có là trên nền trắng nó có phản quang nha mọi người, có phản quang ở đây nè. Quay không biết có thấy được không? Hơi nhẹ nhẹ chỗ này, một chỗ là hơi trắng trắng trên nền trắng, hơi trắng trắng trên nền trắng một đốm chỗ này nha mọi người. Cái chỗ này nó hơi nhẹ thôi, nó rất là nhẹ, thật sự ra nhìn nó hơi khó thấy lắm. Nhìn có thể là nhìn hướng này thì không thấy, nhưng hình nhìn hướng kia sẽ thấy. Đây này, nhìn hướng này là thấy rõ nè, hơi trắng trên nền trắng đó. Đại khái là nó có phản quang nha mọi người, cái khu chỗ này. Còn lại là trên nền khác là hoàn toàn không vấn đề gì, rất là đẹp luôn, không hề bị sao hết trơn á. Chuyện phản quang là cái chuyện mà đơn giản mọi người, màu sắc quá tươi luôn. Màu sắc của màn hình 2K của Yoga là quá đã. Rồi thêm nữa là có bút để mà mọi người vẽ vời nè, vẽ sướng lắm mọi người, rất là mịn luôn. Cái nét của Yoga nó mịn cực kỳ luôn. Nên mình ký hoặc là mình trình chiếu của những cái con máy á, nó dù nó có cảm ứng nhưng nó không phải là 2 in 1, thì nó và nó không có bút, nó không gọi là nó không có chức năng bút á, thì mình không có vẽ được đâu. Cho nên là những ai mà làm việc mà liên quan tới vẽ mà mình cần vẽ thì con này là ok, bởi vì màn hình nó tới 14 in lận cho nên nó là vẽ nó cũng sướng nữa. Nó thoải mái, nó to ha. Đây, màn hình như thế này thì chỉ có là bị phản quang thôi mọi người, cái chòm bên đó vậy thôi. Như mình quay LED phím rồi đầy đủ nha. Đây nè, đó, sáng trưng đó. Mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế, dán vào là gõ kiểu quốc tế ok ha. Máy là pin là tầm 3 giờ, màn hình 2K mà, và kèm sạc zin. Góc cạnh là như thế này là cũng gọi là tạm được nha mọi người, cũng có thể gọi là tương đối đẹp, chỉ có bị phản quang thôi. Và mình báo giá mọi người nha. Máy thì đẹp, kèm tặng cho mọi người cái húp này, lại kèm bút như thế này. Chỉ có màn hình nó có phản quang thôi, còn lại là mọi chức năng ok. Mà ngoại hình thì mình có quay rõ. Và 714 này mình báo giá mọi người giá 8 triệu 9 thôi ha, cực kỳ rẻ, ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình nha.